Hello, welcome back to my show, it's good to go. Next channel fact. Năm này xả khí, ôi trời ơi, lỗi rồi. Chúng ta từ chối mở quà nha, không mở quà nha. Xả hai cái mốc này ra, khí đã bị mình đẩy đi hết rồi. Hơn 1000 tiền vàng rồi, anh xả. Dòng cắt dưới rốt đấy. Ủa? À, phải thế này đây. Sợ như là chơi chơi Fire Edition. Vào game. Ngách này. À, còn một con nữa đây, con nữa nào. Đây, hai con alien trốn ở đây. Ngách. Ui, chỗ này sáng thế. Này, chờ phán nữa nha. Bắn luôn cái con này. Này phải đợi nó đây. Anh cảnh sát này chính là alien. Còn nữa, bắn cái ông này. Còn một con vua nữa. Đây đây, con này chắc chắn là con
좀. 랄랄랄라. súng lửa này, nick chưa làm phát, ui, trong này là ổ luôn, đang chơi Spider-Man. Quá. À, tăng cấp chuyên nghiệp này. Oh yeah. Trong nhiệm vụ này lại chọn nhịn màu đỏ nha. Nhanh thế nhỉ? Ơ không chừng nữa. Lại chọn nhện đen. Hết nhện đen rồi lại nhện đỏ. Tiếp tục chạy nha. Ôi nhanh quá. Nhanh đấy. Chúng này chơi Blood Rescue.
Ô thế mà hôm qua cái chỗ này bị mắc kẹt đấy. Và lỗi. Ôi, này ai sao rồi? Rồi. Nick cho nó phát. Khó này. Cần bạc ôi tan luôn cái đôi hình luôn. Đây, chỗ này có một hòn bi, mình đứng lại này. Đấy. Thêm tí nữa cho nó lù rồi thôi. Xong level 12. Ui. Teacher. What do you mean it'll take 2 days? Okay, mate. I need my dress now. Ah!
Đỏ quá. Thoát chết rồi. Sao có ảnh đã treo lên. Găng tay này. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Cắt cái này lên. Niệm chứng vào màn hình. Here we go. Okay, mình sẽ chơi Tom Friend vào game này. Sẽ là một bức ảnh với cả 5, 6 chú mèo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng 6 chú. Sắp tới không biết có nhân vật nào mới không ở đồng. Làm gì mấy? Em ra đi qua nhà này. Kích chụp đi. Rồi. Xem là có cái gì không. No. I know. Bộ đi là mị khoan. Oh my god. Cái này chỉ cắm vào bụng nó thôi. Ui hi hi. Mấy khoan này kinh quá. Cataclysm. Mayday. Armageddon. Catastrophe. This is very unstable.
Whatever sucks Tuesday. Pity payaso. The apocalypse. The end is here. Might want to put that down. May say ko. That's not good. Mày bị game này thì tôi quá là ăn được không?